Kính thưa quý vị và các bạn, có thể nói năm 2024 chính là năm cột mốc in dấu ấn quan trọng đối với người tiêu dùng trong nước dành cho dòng xe Hyundai của chúng ta. Tại sao Niềm hay nói cái câu là xài xe Hyundai thì 10 năm sau vẫn không sợ bị lỗi thời? Bởi vì ngôn ngữ thiết kế trên các dòng xe Hyundai hiện tại là mang cái xu hướng tương lai. Điển hình như là chiếc Hyundai Tucson bên cạnh của Niềm đây. Xe của chúng ta là có tới 4 phiên bản. Thì giá niêm yết cho từng phiên bản Niềm sẽ note ghi chú trên màn hình. Và tiếp theo thì Niềm sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xem đối với phiên bản này thì xe được thiết kế trang bị những tiện nghi tiện ích gì theo xe. Đây là phiên bản máy xăng đặc biệt nha. Quý vị có thể thấy cái phần mặt lưới ga lăng nè, được sơn đen bóng, nhìn rất là sang trọng nha và rất là ngầu luôn. Cái lens camera nằm trong hệ thống camera 360 độ. Ở phía trước đầu xe cũng như là ở phía sau phần mông xe thì chúng ta là có những cái nút cảm biến. Có những cái nút cảm biến nè. Đó. Thì xe của chúng ta là có trang bị hệ thống lái xe thông minh, an toàn, thích ứng ha. Coi như là có phòng tránh va chạm rồi đó. Rồi. Giữ khoảng cách và có hỗ trợ phanh. Đèn chiếu sáng của chúng ta là đèn LED nha, LED tự động. À, có đây dãy đèn LED định vị ban ngày. Là có gập điện nè, chỉnh điện nè, có sấy gương luôn, tích hợp đèn báo rẽ, đèn xi nhan, camera cặp gương nằm trong hệ thống camera 360 độ. Đèn hậu của chúng ta là đèn LED luôn nha, đèn LED luôn. Cái phần cản phía sau này thì cũng có những cái nút cảm biến nè, coi như là ở phía sau là có 4 cảm biến, phía trước là có 4 cảm biến hỗ trợ đổ xe. Cốp là mở cốp điện thông minh nha, cốp điện thông minh. Nhiên liệu xăng. Rồi, băng ghế thứ hai, băng ghế phía sau. Xe 5 chỗ, băng ghế phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái bộ ghế da ha, một cái bộ ghế da cao cấp xịn sò. Phía sau phần yên ngựa thì theo như quan sát của Niềm là có là cái có cái cửa sổ gió nè và hai cái cổng sạc tay A nha. Hai cổng sạc tay A. Ghế lái, ghế phụ là chỉnh điện nha. Và đối với phiên bản máy xăng đặc biệt thì hàng ghế phía trước là có sưởi và thổi gió làm mát. Ở ghế lái và ghế phụ luôn. Chỉnh điện, gập gương điện rồi nè. Đóng cửa, mở cửa nè. Rồi những cái nút cửa sổ kiến. Ở đây, mở cấp sau nè, có cân bằng điện tử, ổn định thân xe nè. Chống chân trượt đồ luôn. Rồi, cái vô lăng. Vô lăng thì được bọc da nha. Vô lăng là có 4 chấu. Đó. Vô lăng có 4 chấu. Được bọc da. Và quý vị có thể thấy là trên vô lăng là được mạ chrome. Chrome của chúng ta là chrome mờ nha. Đây có biểu tượng là chống lệch làn, duy trì tâm làn đường, giữ khoảng cách nè. Audio control nè. Màn hình của chúng ta là màn hình kỹ thuật số digital, màn hình đồng hồ nè, digital nha. Bên cái bảng điều khiển màn hình giải trí của chúng ta là màn hình cảm ứng nha, 10.25 inch. Màn hình đồng hồ này cũng là 10.25 inch nha, màn hình này cũng là 10.25 inch. Màn hình cảm ứng và cái bảng điều khiển quý vị có thể thấy là giống như là một cái bàn phím của cái laptop vậy đó, nhìn rất là rõ ràng nha, nhìn rất là rõ ràng. Nhiều cái chi tiết được mạ chrome mờ nha quý vị, nhìn rất là sang trọng nha. Ở đây cần số tự động được bọc da mạ chrome mờ. Số của chúng ta là số 6 cấp nha, công suất cực đại 156 mã lực, máy xăng dung tích xi lanh là 2.0 lít, phanh tay điện tử nè, cảm biến nè, camera 360 độ nè, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, auto hold, tự giữ phanh. Ở đây là cái nút thổi gió và sưởi ở hàng ghế phía trước. Có sưởi vô lăng luôn nha quý vị, sưởi vô lăng. Vị trí này thì chúng ta sẽ có sạc điện thoại cảm ứng không dây.
Và vị trí này chúng ta sẽ có một cái cổng USB nè, cổng một cái tẩu ha, một cái tẩu và một cái ngõ tay te để sạc điện thoại luôn. Đó. Ở vị trí trên đây thì những cái nút đèn ở bên trong, đèn bên trong cabin. Cơ bản thì nội thất của xe Hyundai là tuyệt vời nha quý vị. Mình xài nội thất, xài những cái tiện nghi tiện ích theo xe thì mình sắm xe Hyundai, xe hàng là hết chỗ chê. Phiên bản này với mức giá niêm yết của hãng là 839 triệu. Bản máy xăng đặc biệt. Mình thấy với cái mức giá này khá là ok nha. Hyundai Tucson, một cái thương hiệu đã xuất hiện từ lâu ở tại Việt Nam rồi. Và đối với phiên bản máy dầu đặc biệt và phiên bản máy xăng cao cấp turbo thì có luôn cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Còn phiên bản này thì chưa có trang bị nha quý vị. Đương nhiên là phiên bản cao cấp hơn thì sẽ được trang bị nhiều chi tiết hơn. Rõ ràng Hyundai Tucson là dòng xe nằm trong phân khúc xe 5 chỗ rộng rãi cho mọi gia đình. Quý vị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu chi tiết gì về xe hoặc là muốn biết thêm thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi ưu đãi theo từng thời điểm thì có thể là alo cho em Niềm. Số điện thoại em Niềm sẽ để dưới phần bình luận cũng như là phần miêu tả. Xin được trân trọng mến chào.